Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình là một thuyền viên, hiện đang làm việc ở trên một con tàu container. Con tàu của mình thì lúc này đang hành trình ở dưới biển. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để quay cho các bạn xem các cái cảnh ở bên ngoài con tàu. Đấy, ở đây là cái phần mũi của con tàu. Hiện tại thì tàu vẫn đang hành trình. Ở bên trong này là buồng lái, đang có sĩ quan đi ca ở bên trong. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ review để quay ở bên ngoài thì để cho các bạn xem. Còn ở đến đằng sau này là cái phần cái phía sau lái của con tàu này. Thời tiết hôm nay thì khá là mát mẻ, bởi vì chạy vào trong này thì biển nó không còn nhiều sóng gió nữa, có bao động ở dưới. Lúc này thì mình đã đi xuống dưới và trước mắt của các bạn đây là một cái xuồng để cứu hộ. Đấy, trong trường hợp mà có người rơi xuống biển thì sẽ dùng cái xuồng này để cứu hộ. Còn ở bên này thì nó có hai cái phao bè đây, phao cứu sinh, phao bè. Này, nó sẽ có một cái cầu này để hạ cái xuồng cứu hộ. Còn ở đằng này nó có một cái cầu nữa để bắt ống cho nhiên liệu. Các này là các cái đường ống nhận dầu này, đường ống nhận nhiên liệu này. Thì nó sẽ dùng cái cầu này, thì khi mà có cái con tàu cấp dầu đến thì nó sẽ dùng cái cầu này để bắt đấu vào cái đường ống này để nhận dầu cho tàu. Lúc này thì mình đang ở dưới mặt bong. Các bạn có thể thấy các container đã được chất rất là nhiều ở trên tàu rồi. Ở trên này là nó có một cái cầu này. Cái cầu này để cầu thực phẩm cho tàu. Đấy, cái cầu này thì nó sẽ chạy ra được hai phía, cả bên trái và mặt trái và mặt phải. Nhưng mà hiện tại thì cái bánh răng của nó đang bị sự cố, cho nên mỗi lần nhận thực phẩm thì bọn mình phải bê, nó khá là vất vả. Thì hy vọng đến cảng này sẽ nhận được vật tư để thay thế. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lên phía mũi của con tàu. Con tàu này nó khá là dài, chiều dài của nó gần 300 m, chính xác là 294 m. Ngoài các cái container chất ở trên mặt bong thì ở bên dưới kia, ở đấy nó có các cái nắp hầm này. Khi mà nhấc các cái nắp hầm lên thì nó có rất nhiều container ở bên dưới. Thời tiết hôm nay
khá là mát mẻ. Nhiệt độ ngoài trời nó cũng không có lạnh lắm. Nắng rất là đẹp. Thì mình sẽ đi về phía mũi để quay cho các bạn xem. Ở giữa các cái giữa một dãy container nó sẽ có một cái dãy thế này lên để thứ nhất là để lát sinh, có các cái thanh lát sinh cho các cái container. Và thường thường cái công việc lát sinh này thì các cái công nhân ở cảng sẽ lên làm cái công việc lát sinh này. Con tàu này thì được đóng vào năm 2007. Con tàu được đóng ở Hàn Quốc. Năm nay cũng đã 15 tuổi, cũng khá là nhiều tuổi rồi. Con tàu này trước là của chủ tàu Maersk Line và được công ty mình mới mua lại tầm khoảng gần 2 năm. Ở đây các bạn có thể thấy nó có các cái container lạnh. Đây là các cái lốc này để giữ các cái chân của container này. Nó sẽ khóa các cái chân của container lại. Nó sẽ có 4 cái chân để khóa lại 4 góc. Cũng gần tới phía mũi rồi. Hôm nay là chủ nhật thì thường thường cuối tuần thì bọn mình thứ bảy thì bọn mình sẽ làm tới 3 giờ chiều. Còn chủ nhật thì làm đến 12 giờ trưa. Còn buổi chiều được nghỉ. Thì hôm nay anh em bảo quản ở bên Bong nghỉ. Cho nên là hiện tại ở trên Bong thì không có ai cả.
đây, ở đây là đã lên đến mũi của con tàu rồi. Con tàu này chịu nước biển thường xuyên cho nên cái mặt bông của nó cũng, mặc dù bảo quản thường xuyên nhưng mà nó bị rỉ rất là nhiều. Đây, đến đây là phía mũi của con tàu ở đây rồi. Đây là cái mũi quả lê của con tàu, nó đang phá sóng. Ồ, lên trên này bị được chắn gió cho nên là nó đỡ ồn hơn. Đây là các cái dây bộ điều của tàu. Cái này là cái điều khiển phanh của con tàu, phanh của cái tời đấy. Khi nào mà cái này là xoay cái này vào thì nó sẽ ép cái má phanh này vào, nó sẽ phanh cái trống lại. Còn đây là cái neo của con tàu. Nó có hai cái neo, một cái neo bên trái, một neo bên phải. Đây, cái neo đang được kéo lên. Các cái dây này dùng để buộc tàu, để giữ tàu lại. Ở bên này là cái tời, cái neo ở phía bên trái này, nó cũng có cái dây cáp để chằng, để nó chống rơi. Ở đây là cái phần phía trước của con tàu. Đấy, các bạn có thể thấy đây là cái mũi quả lê, nó đang đây cái mũi quả lê.
Đấy, ở đây các bạn có thể thấy rõ bờ, thấy rõ bờ biển này, này. Thì con tàu của mình sẽ cập cảng Los Angeles và nhận và trả hàng trong vòng tầm khoảng hơn 2 ngày. Sau đó thì sẽ chạy về Nhật Bản và Trung Quốc. Thì con tàu này, cái tuyến hành trình của nó thì nó sẽ chạy từ cảng Seattle và Los Angeles của Mỹ. Sau đó thì sẽ về cảng Yokohama của Nhật Bản và các cái một số cảng của Trung Quốc như là cảng Thượng Hải, cảng Xiêm Men, rồi cảng Ninh Bô ở Trung Quốc, tầm khoảng 3-4 cảng. Có ghé cảng Hải Phòng của Việt Nam nữa. Hiện tại thì mình mới làm việc ở trên tàu được hơn 2 tháng. Tàu này tầm khoảng chạy một vòng, một chuyến như thế thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Thì cứ một vòng như thế thì có ghé Việt Nam, ghé cảng Hải Phòng thì mua thêm được ít đồ ăn Việt Nam thì cũng tầm tạm. Đây là cái container của Maersk Line này. Cái chủ tàu cũ của con tàu này thì cũng của hãng Maersk Line này. Lúc này thì mình đang ở phía đằng sau lái của con tàu. Đấy, các bạn có thể thấy là cái chân vịt nó đang tạp sóng để đẩy con tàu đi này. Ok, mình sẽ đi xuống ở bên dưới. Đấy, ở phía đằng sau lái này thì nó cũng có các cái tời để và các cái dây để buộc tàu giống như ở phía đằng trước mũi. Thì có cả cái buồng máy lái ở bên sau này. Hiện tại thì
máy lái đang chạy cho nên các bạn có thể nghe thấy tiếng ồn của cái máy lái ở bên trong này. Đường kính của cái chân vịt này thì nó dài 8,4 m. Chân vịt nó rất là lớn. Đằng sau lái phía ở tầng trên này thì nó sẽ có một cái xuồng cứu sinh. Cái xuồng cứu sinh này thì khi mà có sự cố mà không may mà có sự cố gì với con tàu lớn thì tất cả các cái thuyền viên trên tàu này sẽ tập trung ở đây. Chỗ này gọi là cái muster station, cái trạm tập trung. Thì ở xung quanh này sẽ có các cái vị trí của từng người này được đánh số ở đây tập trung, và trong trường hợp mà có sự cố mà phải bỏ tàu thì tất cả thuyền viên sẽ chui vào ở trong tàu này và sẽ xả cái xuồng cứu sinh này, nó sẽ phóng xuống biển và sẽ rời bỏ cái con tàu mẹ. Ok, bây giờ vừa đi một vòng quanh tàu thì bây giờ quay trở về thôi. Đấy thì vừa rồi mình vừa dẫn các bạn đi xem một vòng ở quanh mặt bong của con tàu. Thì sắp tới nếu mà có thời gian rảnh thì mình sẽ quay các cái video về cái đời sống của thuyền viên ở trên tàu. Xin mời các bạn đón xem. Xin chào.